chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đức vui được gặp lại nhà mình, nhà dịch. Hôm nay thì Lít sổ mũi ho, hơi không khỏe trong người, cho nên Lít ra nha. Lít với chị ba luôn, hai đứa luôn. Mở nhạc lên, từ từ leo lên xe. Cái là con đồ nhạc liền rồi, con yêu âm nhạc quá à. Hai chị em ở nhà có chị hai đi học à. Chị ba thì sáng sớm đi làm chung với ba luôn rồi. Thấy ông nghỉ bệnh ở nhà mà thấy giỏi không? Sáng sớm mà phải đi làm. Bây giờ là mẹ với lại Alice đi rước chị hai ha. Alice rước chị hai hay rước chị ba? Chị rước chị ba. Chị hai đi học, chị hai chưa về. Tí chiều chị hai đi học thêm bóng ném nữa. Về là bạn mẹ của bạn chị hai là đi rước Sophia luôn. Rồi xong sau đó sẽ chở đi học luôn. Tại vì bây giờ là nhà mình là kiểu giống như nói chuyện với lại con bé bạn thân của Sophia đó, là giống như cái tuần nào á mà anh mới ảnh đi làm cuối tuần á thì nhà của con bé đó sẽ đi rước Sophia, còn có tuần nào mà anh mới ảnh ở nhà cuối tuần á thì tụi mình sẽ đi rước con bé bạn thân của Sophia rồi chở đi học bóng ném rồi chở đi về nhà luôn. Anh Mít với lại Julia sẽ vô trong cái nhà hàng ở đây ăn trưa đó, tại vì anh mới ảnh được nghỉ trưa đó. Thì đây, ông bà cô chú coi thì Lít nguyên đêm ngày hôm qua thì Lít mệt mỏi trong người, cho nên thì Lít kiếm chuyện, thì Lít không có ngủ. Lên xe cái thì Lít là há họng ra rồi. Lít ơi, tới nơi rồi nè con. Lít ơi. Ơi. Sao mẹ? Chơi bơi đá. Ở đây là cái hồ bơi, với lại trong đây có cái nhà hàng á, gần ở chỗ cái Starcool. Alice bấm vào trong cái nút này nè, cho cái cửa nó mở. Ấn mạnh vô, được không? Đó. Rồi, cửa mở ra rồi kìa. Nằm gần cái chỗ Starcool, cái trạm xe lửa đó, cho nên anh Mít ảnh dễ dàng đi vô đây ăn trưa nè. Rồi, mẹ mở cửa cho con rồi đó, con vô đi. Rồi Lít đi bộ vô trong đây nè. Đi lên cầu thang. Đây nè ha. Ha, đi lên cầu thang này nè. Rồi tới nhà hàng này nè, đi lên nè, ba ngồi ba đợi con trên chảnh á, ba đợi con chảnh á. Hey papa, hey Julia. Wanna visit Vulcan? Hey Julia, are you ready for this? Okay. Đây là bảng menu của tiệm á cả nhà. Thì mỗi một ngày vậy sẽ có mấy món khác nhau. Ngày hôm nay có hai món rồi cả nhà. Một cái món này là thịt heo tẩm bột chiên kêu là schnitzel. Còn cái này là cá tẩm bột chiên ăn với lại khoai tây nghiền. Lít mời ông bà cô chú ăn đi. Lít không có được khỏe rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Lít không được khỏe nhưng mà bào thì Lít vẫn cứ bào nha. Rồi tới giờ ba đi làm rồi. Vậy thôi đó mà mấy má con xuyên dễ sợ luôn á. Chạy 30 cây số đi đến này là gặp ba ăn trưa rồi cái rồi xong rồi đi về. Ok rồi. Ủa mà bạn nào hồi sáng này nói bệnh, con ho quá, con nóng quá, con mệt quá, con không đi học được mà bây giờ sao mà tỉnh dữ vậy ta? Cái này bệnh làm biếng đúng không? Thôi đừng có giả bộ ho nữa chị ba. Con ho lên lát hồi nữa là hư cái cổ họng con luôn á. Con rùa thôi mẹ không ngồi đâu, mẹ no quá, mẹ mới ăn no quá. Lít vừa cầu tuột mà. Lít ơi, nhưng mà cầu tuột ở đó nó có sạch không vậy mà con trượt vậy? Adrian à? À, cái cầu tuột cũng được, cũng không có dơ. Ở phía sau kia là cái biển hồ á cả nhà. Cái biển hồ này là nói liền qua tới cái biển hồ ở dưới nhà đà ông bà nội. Ở đây là có một cái cảng nè. Oh.
phía bên phía sau á, nãy chỗ đó là cái hồ bơi với lại cái nhà hàng á, nãy tụi mình mới vừa ăn ở trong đó ra. Bây giờ là nhà giờ sẽ đi gặp một cái người quen. Alice, mình sẽ đi, mình gặp ai? Mình sẽ đi gặp ai? Vem ska vi träffa? Vilma. Nãy cái gì? Tina. À, Tina. Sẽ đi gặp bà Tina, hàng xóm cũ á, tại vì cái chỗ này, cái tỉnh này là chỗ nhà cũ của em Thư á. Tina. Rồi đi coi coi bà Tina đang ở đâu rồi. Hẹn gặp bà Tina ở ngay cái công viên, ở ngay trung tâm của tỉnh nè. Tại vì bà Tina hôm nay không có ở nhà, đang ngoài đường. Tita, ai đang đứng ở đằng kia kìa? Kìa. Chạy lại ôm ấy, chạy lại ôm bà đi. Đó là Tina. Đi xoay đi xót nát tí này à. Hey. Hey. Allt bra. Du vill inte gå till skolan. Fick du följa med till hennes på istället? Jag var sju. Jag var lat. Ja. Jag ska stanna hemma. Pappa sa det. Pappa sa det, jag ska stanna hemma. Jag sa så. Ja. Hängde vi oss dit och leka då? Leka, ja. Leka. Oj, Anders hoppa jätteförsiktigt. Julia också jätteförsiktigt. Tina hoppa jätteförsiktigt. Alice không dám. Có chị ba nhảy cao quá. Alice sợ, Alice không dám nhảy. Con để cho em Alice nhảy đi. Yo. Cả nhà mình còn nhớ cô Tina là ai không ạ? Để em Thư giới thiệu lại cô cho quý khán giả nào mà chưa biết nha. Cô Tina chỉ là hàng xóm cũ nhà Dịch thôi. Hồi trước là nhà Dịch ở tỉnh cũ, cách cái chỗ mình đang ở là khoảng 40 cây số á. Thì hồi đó hai gia đình cũng thân thiết với nhau lắm, cô cũng thương bà Dịch con dữ lắm. Lâu lâu cô cũng hay đi đến nhà mới của tụi mình thăm á, nếu mà cô đi đâu cô đi ngang qua cô cũng hay nhắn tin ghé thăm. Nhà Dịch cũng vậy nữa, kiểu lâu lâu mà có đi xuống lại tỉnh cũ là cũng gọi điện hỏi cô đang làm cái gì, để đi đến thăm gặp cô vậy đó. Hôm nay sẵn lên đây cho nên gọi điện hỏi cô đang làm cái gì thì đến thăm cô, mà cô nói là chút xíu nữa, khoảng nửa tiếng nữa là cô có giờ đi khám lại. Hồi năm ngoái cô phát hiện bị ung thư á, thì bây giờ là mỗi tuần vậy là cô phải đi khám một lần, cho nên cô không có nhiều thời gian gặp cô. Julia lên ngồi trượt cái cò cái gì cái xích đu, cái giờ Julia mắc ói rồi, Julia mệt rồi, Julia rồi đi về. Qua đây đi dắt cả Julia. Ờ, cái áo khoác của con. Ờ, ok. Cô Tina ở gần này nè, cho nên cô Tina đi xe đạp ra. Ờ, hay đùa Tina, cool to see you day. Dạ, đi phụ con mà, đưa phụ con mà, help support, sốt sợ. Hay đùa. Hôm nay cho mấy bạn nhỏ ăn tteokbokki cả nhà mình ơi. Thì em Thư mới về làm cái sốt xong nè, bỏ tteokbokki vô. Thì hôm nay là thập cẩm luôn, cho ăn thịt bò, phô mai với lại xúc xích. Ở đây là Sophia rất là thích ăn cái nấm kim châm á. Ngày hôm qua đi chợ mua được nấm kim châm cho nên cho vô trong đây luôn. Thì bây giờ là mình sẽ trộn lên cho cái phô mai nó tan chảy ra. Con thích món này mà mẹ biết con thích món này cho nên ngày hôm qua mẹ mua cho con đó. Cho con thử. Cho con thử à? Thôi con ăn luôn đi chứ thử gì nữa. Xong rồi nè, mẹ đổ ra cho con ăn. Lên ghế ngồi đi, rồi mẹ lấy ra cho con ăn. Mẹ ăn bà cô chú à. Tôi mới nhặt con. Con chưa chào ông bà cô chú á. Chào ông bà cô chú. Alice thương bà cô chú con đi học về. Thương ông bà cô chú con đi học về. Vừa mới đi học về một cái là em Thư chạy vô nấu đồ ăn liền luôn không bà cô chú anh chị, cho mấy bạn nhỏ ăn á. Với lại ngày hôm nay là cuối tuần cho nên bên người Thụy Điển á, là sẽ có cái Friedamis. Là mấy đứa nhỏ sẽ, một là sẽ ăn kẹo ngày hôm nay, hai là ăn kẹo ngày thứ bảy. Thì mấy mẹ con sẽ mở phim lên này, vừa coi phim vừa ăn kẹo. Nhưng mà trước khi ăn kẹo thì tụi con phải ăn đồ ăn trước. Vậy luôn hả, mẹ nấu ngon hơn hả?
Lít ơi, sao con uống nhiều nhiều cái sữa quá vậy? Lít giống ba này, Lít mê sữa dữ lắm. Thích uống sữa. Thôi kệ đi, uống đi. Sữa bên đây rẻ lắm cả nhà mình. Hồi trước còn rẻ hơn nữa, bây giờ là nói chung là đồ ăn cái gì nó cũng lên giá hết trơn rồi, bây giờ là mắc rồi. Bây giờ là một cái bình sữa 1 lít rưỡi như vậy là khoảng 40 mấy 50 ngàn tiền Việt Nam. Hồi trước còn rẻ hơn nữa. Mama. Dạ. Cái bánh nó dẻo đúng không? Rất là dẻo luôn ha. Nhà có mấy cái cây ăn trái cũng vui lắm. Cứ đi ra ngoài chứ là có ăn à cả nhà ơi. Cái này là cái cây bien bé. Nó gai nhiều lắm. Cái trái này kêu là gì ta không biết, tiếng Việt Nam kêu là gì, blackberry á, tiếng Thụy Điển là bien bé. Nó đã, nó ra màu đen là nó đã chuyển qua vậy. Bữa giờ anh Mít anh đã hái được mấy bịch rồi. Đó, nó đỏ vậy nè, khi mà nó chín thì nó sẽ qua thành màu đen. Đây nè, mày hái cho con nè. Ôi cái này nó bị chín quá rồi, nó rụng ở dưới đất luôn rồi kìa. À, cái đó chưa chín Lít, cái đó nó chưa chín. Mày bật cái xuống ăn. Họ ăn cái miệng vậy luôn á hả? Ngon lắm không? Dạ. Ừ. Cái này bữa năm ngoái là anh Mít anh đã cắt đi rất là nhiều rồi đó. Mà bây giờ nó cũng mọc ra giống như là nguyên một cái bụi. Ôi tội nghiệp thôi, anh hái cái tay anh bị quẹt vô chảy chảy máu á. Để bao tay vô. Skal du inte ha handska? Du kanske är ay 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 ay, coi chừng đau con. Đau đi mẹ coi coi. Rồi, chảy máu rồi. Nè. Nè, không bị ép ta. Ác ta. Ska jag lyfta upp den? Ska jag lyfta upp den så du kan? Nej. Cái cây này ăn thì nó ngon nhưng mà cái gai nó nhiều lắm. Hái được một bịch rồi. Nhà dịch á, trồng cái gì cũng ít hết trơn á, nhưng mà thể mà trồng được cái gì là cái nào cái nấy nó bự. Cái cây rau đại hoàng nè, cả nhà coi nó bự như vậy đó. Cả nhà xem. Cả nhà xem được một cái bao trái như vậy mà tao nó chảy máu đầm đìa luôn rồi. Tội nghiệp quá. Coi tội nghiệp quá, mận áo rách rồi đồ tùm lum la hết trơn. Tội nghiệp anh chồng tôi dễ sợ luôn nhẹ, bận áo rách quần rách. Ảnh hay lấy mấy cái đồ cũ mà đồ rách ra để anh đứng ảnh sơn á cả nhà. Ừ, sao Lít? Lít làm gì? Lít chạy xe đạp mà chạy trong sân cỏ. Chạy đi Lít, chạy đi. Mẹ quay phim con hả? Trời đất ơi. Chỉ diễn viên chính đó hả? Con là diễn viên chính hay gì? Blueberry. Ừ. Ba đem cái chén ra cho con hái Việt Quất nè. Con ra đây con hái Việt Quất đi. Bên này có cây Việt Quất. Con cây một à. Mà trái cũng nhiều lắm. Nè. Nè cây Việt Quất nhà em Thư nè cả nhà. Cái này cũng chưa thật sự chín lắm. Sao vậy? Con đạp đến gì mà uôn? Con phải hái cái nào mà nó đen thui luôn rồi đó. Nó đen luôn thì nó mới chín. Giống như vậy nè nó mới chín. Chứ còn nó đã đỏ là nó chưa chín đâu. Ủa? Nè mấy trái này nó bự nè. Úi. Ngon không? Dạ. Ngon quá. Vậy luôn á hả? Vừa hái vừa ăn vậy nó ngon đúng không? Ngon. Mẹ ăn hả? Mời ông bà cô chú ăn. Mẹ bà cô chú ăn. À, con ăn đi Lít ăn đi. Ôi mà hái gì ít mà ăn thì nhiều vậy. Hái được 1 trái, ăn 4 trái.
Nè, cho con nè. Con chỉ ăn thử thôi. Trời đất ơi, ăn thử thôi mà nãy giờ hái con trái rồi mà ăn thử 4-5 trái của người ta rồi. Nè, trên đây nè. Rồi đi vô đi tắm kìa, ba kêu con đi vô con đi tắm rồi xong rồi qua đi bơi. Đi vô đi tắm đi rồi xong rồi đi bơi. Đi vô tắm cho sạch sẽ rồi mới ra bơi hồ bơi. Mà lít bệnh rồi đó ông bà cô chú anh chị ơi, lít bị sổ mũi, lít ho. Nè. Cái đó là cục kẹo. Thôi lít đi chơi từ chiều tới giờ rồi bệnh nhưng mà cũng cho đi ra ngoài đi chơi để hả cho có không khí. Ba nó tới ngày cứ kêu không khí. Ăn kẹo hả? Hôm nay là cuối tuần được ăn kẹo phải không? Ok, hôm nay là ngày thứ bảy cho nên được ăn kẹo. Thôi bây giờ con nói con bye bye ông bà cô chú đi rồi xong rồi con cho ăn kẹo xong đi đánh răng rồi đi ngủ ha. Alip bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú. Con đi ngủ. Không đi ngủ. Không đi ngủ hả? Đi ăn kẹo phải không? Dạ. Thôi bây giờ con nếu mà con giỏi thì con hát một bài hát đi. Julia vô đây hát một bài hát ba thương con đi. Ba thương con. Một, hai, đứng xích vô đây nè, cho mà cô chú coi con nè. Hát nha, một, hai, ba nha, ba thương con nha. Một, hai, ba. Ba thương con. Vì cảm nhau mẹ, mẹ thương con. Vì cảm nhau ba, xa la nha. Cả nhà ta. Cả nhà ta. Cùng yêu. Con cùng yêu thương nhau, xa là nhau, nhau là cười. Cười vậy đó hả? Cười lên có cái đồng điếu. Đâu Alice cười lại cho mẹ coi coi. Cười coi. Cười cho ông bà cô chú coi cái đồng điếu, cái hộp gạo của con coi. Cười. Lít là lúc mới đẻ ra là Lít có cái hai cái đồng điếu, hai cái đồng tiền. Mà bây giờ Lít còn có một cái đồng điếu, cái đồng tiền à. Vậy hả? Cat boy kẹo vậy hả? Đâu, gặp nhau là cười sao? Sao là sao? Luôn là cười. Trời cười vậy đó hả? Ok, Alice nói đi, chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Ông bà cô chú ngủ ngon.